Thưa quý vị, nhân sự kiện sơ kết hợp tác trao đổi tin tức, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị đã tổ chức cho các đài phát thanh truyền hình khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Tây Bắc và Tây Nam Bộ đến dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ Đường Chín và thả hoa đăng trên dòng sông Thạch Hãn tại tỉnh Quảng Trị. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa của những người làm báo của các đài phát thanh truyền hình hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022. Quảng Trị, mảnh đất đau thương mà anh dũng. Chứng tích còn lại sau hơn 47 năm kết thúc chiến tranh là tầng tầng lớp lớp hài cốt liệt sĩ, là màu trắng của bạc ngàn phần mộ liệt sĩ có tên và chưa rõ tên. Trong đó, Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn là một trong những nghĩa trang liệt sĩ có quy mô lớn nhất cả nước, với hơn 10.000 phần mộ liệt sĩ đã hy sinh trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại năm xưa. Hình ảnh nghĩa trang với bạc ngàn những ngôi mộ liệt sĩ trải dài hun hút, tưởng chừng như vô tận, khiến mỗi một chúng ta không khỏi ngạn lòng, càng hiểu thêm về giá trị của hòa bình, của độc lập, tự do. Thì cảm nhận đối với tôi là có một sự tôn nghiêm rất là thành kính đối với các liệt sĩ ở đây. Đây được biết là một trong những cái nghĩa trang liệt sĩ mà lớn nhất cả nước. Thì tất cả những vị liệt sĩ đã hy sinh ở đây thì đã đóng góp một phần rất lớn để bảo vệ cho Tổ quốc mình. Cảm nhận rất là biết ơn, rất là trân trọng và rất là muốn đặt chân đến đây để mà viếng các liệt sĩ và có thể thắp một nén nhang ở đây ạ. Tôi thì đặc biệt là lần đầu tiên mới đến nghĩa trang này, cho nên là hết sức là cảm thấy nó cũng có cái gì đấy nó dâng trào trong cái suy nghĩ của mình. Tôi thấy là cái việc mà Đài Quảng Trị tổ chức cái này cho anh em đội ngũ làm báo khu vực miền Trung của hệ thống phát thanh truyền hình được tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, được trực tiếp tham quan dâng hương viếng các liệt sĩ tại này, một cái sự việc làm thật là ý nghĩa. Thật vậy, trước hình ảnh của hàng ngàn ngôi mộ liệt sĩ nằm cạnh nhau trải dài trên đồi núi mênh mông, những người làm báo càng cảm nhận rõ hơn sự hy sinh lớn lao của cha anh để giành lại độc lập cho dân tộc, thống nhất cho non sông. Máu của các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ Đường Chín đã tô thắm cho những trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam. Tiếp bước truyền thống cách mạng Việt Nam không chỉ là trách nhiệm mà còn là nghĩa tình của những người đang sống đối với những người đã khuất. Vì vậy, thế hệ những người làm báo, đài phát thanh truyền hình khu vực miền Trung Tây Nguyên, khu vực Tây Bắc và Tây Nam Bộ luôn tự nhủ có trách nhiệm giữ gìn độc lập tự do mà các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh để giành được, luôn ý thức nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày một giàu mạnh. Được về đây thì lần nào cũng như lần nào đó là một cái cảm xúc rất là dâng trào và một cái lòng biết ơn. Cũng là cái dịp để cho chúng tôi soi dọi lại mình trong cái công việc cũng như trong cuộc sống, làm sao cho mình sống xứng đáng, sống tử tế và sống tốt hơn với những sự hy sinh của cha ông. Là thế hệ sinh ra trong hòa bình, chưa trải qua những cái gian khó, gian khổ của chiến tranh, nhưng chúng tôi ý thức sâu sắc được những cái giá trị mà các anh hùng liệt sĩ đã phải hy sinh để đem lại cái độc lập tự do. Chúng tôi sẽ nguyện phấn đấu hết sức mình trong lao động, trong học tập, tuân thủ hiến pháp pháp luật và có những cái đóng góp tiêu biểu trong cái công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi mong rằng những cái hoạt động như thế này ngoài củng cố gắn bó thêm cái tình đoàn kết trong cả cái đài phát thanh truyền hình trên cả nước với nhau thì còn là một cái dịp để chúng ta trở về với một mảnh đất lịch sử đã ghi những dấu ấn trong lịch sử đấu tranh giải phóng của dân tộc, để chúng ta có thêm các cái động lực để góp phần cho mỗi đài, mỗi nhà báo làm công tác phát thanh truyền hình thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị của mình.